Rồi. Thì chúng ta sẽ phân tích là trong sản phẩm nó có đầu tiên là danh sách này, rồi thêm này, sửa này, xóa này. Mỗi một cái file như thế thầy lại gom lại nhá, thầy gom lại. Vậy thì thầy sẽ tạo bằng cách là tạo cái thầy tạo cái component như sau, các em nhìn nhìn cấu trúc component của thầy này. Thầy tạo ra một cái nữa nhá. ng gc là component này, đi vào admin này. Thầy vào thêm một cái product nữa. Trong product này thầy lại có thứ nhất là product app. Product app. Gạch nối app cũng được nữa. Đấy. Hay là product lead, chúng ta sẽ làm lead trước. Rồi. Rồi lại add. Rồi đến edit. Rồi đến thế thôi, thêm sửa xóa thôi, còn cái thằng thêm sửa thôi, với danh sách thôi, xóa thì làm nằm ngay trên danh sách được nhá. Nhưng mà chúng ta nhìn này, trong cấu trúc của admin nó có thêm cái product này, trong product lại có gì ạ? Bốn cái component còn đúng không? Hiểu vào đây chưa? Đấy. Và thì làm thế nào khi vào component product á, nó nhảy luôn cái thằng lead ra. Được không? Khi vào component con nó nhảy cái lead ra được. Cái lead. Thì như vậy là chúng ta chú ý chỗ cái thằng routing này này. Đấy. Chỗ routing này mình sẽ làm như sau. Thầy xem nhá. Routing. Đâu rồi nhỉ? Bỏ bớt cái này đi. Rồi, chỗ product này các em này. Chỗ product này thầy sẽ dùng cái này. Thầy dùng cái chill. Children đó, children. Children này nó lại là một cái mảng nữa. Được chưa? Trong đó cũng có path luôn đó. Đó. Đầu tiên mình cũng xoắn xoắn này này. Cũng có path 2 chấm suộc suộc rỗng đúng không ạ? Suộc suộc rỗng là cái thằng đầu tiên kìa. Component chính là product list chẳng hạn. List component. Thử nhá. Đã các em thấy nó bây giờ nó nhảy vào component list luôn này, thấy chưa? Cứ vào product cái thì nó gặp thằng trial đầu tiên này này. Rỗng, được chưa? Nhảy vào component luôn, đấy. Tiếp tục app thì mình lại thêm cái suộc app ở đây. Rồi đây thành product app. Tương tự edit. Edit. Thì thầy sẽ thêm cái product edit đây. Như vậy con đã hiểu cái phần mình quản lý cái các cái nhóm này chưa? Nhá, nhóm nhá. Đấy thì bao giờ thằng đầu giống như kiểu mình vào cái trang web đầu tiên cũng phải có thằng rỗng để cho nó gì nó nhảy vào thằng trang chủ này. Thì bây giờ mình vào cái thằng product cũng phải có cái thằng rỗng đầu tiên này để nó hiểu à vào cái thằng product cái nó gặp cái thằng rỗng thì nó gọi luôn. Cái thằng rỗng thì mình gọi cái gì tùy mình đúng không ạ? Đây thầy gọi list nhá. Đây mình thử suộc add cái nhá. Đây vào product này, suộc add này. Đây là product add rồi edit này. Đó, thì tí nữa chúng ta sẽ chỗ thằng add thì mình lại thêm cái thằng là gì ạ? Thằng gì thằng form mà cho thằng add nhá. Đây bây giờ chúng ta tiếp tục nhá. Rồi phần routing tạm vậy nhé, nó chưa xong đâu nhưng mà tạm vậy đi. Chúng ta quay lại cái chỗ list thì bây giờ các bạn thấy là thầy xem có service product chưa. Như vậy đến việc tiếp theo các bạn phải nghĩ đến là service nhá. Service thì nó giống nhau thôi, nó chỉ thay mỗi cái đường link này thôi em này, còn lại nó như y đúc nhau, các em cứ thế mà làm lên nhá. Đó, ở đây thầy luôn làm luôn cái get by đi, đây đi. Get by đi nó cũng giống thằng này. Đây. Thằng get by đi cách cách truyền dữ liệu á, thay vì số 1 cứng thì mình sẽ truyền đây nè. Đó. Được chưa? Rồi. Đây là cái phần service nha, một số bạn là quên service đấy nhá. Cứ có mỗi một đối tượng, mỗi một cái này mình cho nó một cái service. Service thì có thêm sửa xóa đây. Add đây này. Bạn nào quên thì cứ xem lại đi. Khi nào thầy bảo vệ thử thầy sẽ hỏi một số cái này nhá. Chắc là buổi cuối cùng mình bảo vệ thử đi nhá.
buổi thứ sáu ấy nha, các bạn lên đúng giờ mình sẽ bảo vệ thử trước xem cái có vấn đề gì không. Rồi bây giờ việc tiếp theo, ví dụ chúng ta cần danh sách thì chúng ta gọi cái vào admin này, product này, lead đây đấy, và công này chúng ta sẽ private 2 chấm pro service gì đó, 2 chấm product service. Rồi sau đó danh mình sẽ gọi danh sách ở đây bằng cách là product này 2 chấm. Bây giờ thầy không muốn nó any mãi này các, suốt ngày cái any mãi này nó không ổn nhá. Thì bây giờ làm thế nào để khỏi any? Thôi được rồi, cứ tạm thời any đi đã nhé. Bây giờ nói vào đây các bạn lại loạn thêm, cứ từ từ đi. Cái gì nhỉ? In hả? 2 chấm đây nhìn nữa. À đây đây đây, sorry sorry. Private rồi. Rồi, this this chấm pro service chấm get list của mình đây, chấm subscriber rest tỏ đến cái gì gì đó, sau đó là this chấm product bằng rest chấm result. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái product ở trên này có chưa đã. Trên API có product chưa? Có rồi, nhưng tại vì chưa có dữ liệu thôi nhá. Phần dữ liệu tí mình thêm mới tự ra nhá. Các bạn cứ mặc định là nó sẽ có rồi. Thêm mới dữ liệu tự nó ra. Tiếp theo ở HTML chúng ta thiết kế cho nó thôi. BS B4 nè. B4 table à. Bắt đầu nó ra đó. Mình có ID này. Có name này. Có price à. Không biết là sản phẩm có gì thầy không nhớ lắm, thầy vào xem cái con số liệu nhé. Sale price nữa, email và status nhá, category, email status category. Email mình để nó đây đi. Category tí nữa mình phải join nhá, chứ vậy cái lệnh phải join đó. Em nhớ vậy đó. NG4 này. Let's pro ở sale price category ID rồi action để rỗng, action cũng xóa sửa. Edit đen này. Rồi, nó chưa có gì nhá. Bây giờ thầy sẽ làm cái phần thêm trước đã để cho có dữ liệu. Thì chúng ta lại có một cái S3 form inline đây. Tí nữa mình sẽ làm tìm kiếm nữa các bạn ạ, tìm kiếm và phân trang nữa cơ. Chắc là buổi sau mình sẽ làm hết ạ. Hôm nay để mua cái này thôi. Tạm thời form chưa làm gì hết ạ. Thẻ A này. Thẻ A này chúng ta gọi là thêm mới này. Ref
Routerlink nhỉ. Ở đây ta đặt cho nó cái link đến cái product admin product à. Add à. Đấy. MR21 đấy. Thêm, đấy nhảy sang add này đấy chưa? Đấy là phần product đấy, thêm này. Mai mai mình làm thêm tìm kiếm nhá, tìm kiếm vui lắm đấy nhá. Tìm kiếm là cái thằng rắc rối đấy, các em phải. Rồi. Đó là cái phần đấy. Thiết kế form thêm mới thì các bạn lại vào đâu ạ? À? Bây giờ sang thêm mới thì vào đâu để thiết kế các em? Product add component để gì? Thêm đúng không? Đây nè, như vậy là các em thấy chưa? Bây giờ các component nó chia nhỏ ra thì rất là gọn gàng. Đối với thằng sản phẩm này nó quá nhiều trường các em. Nếu mình mà cứ để tùm lum như vậy là hơi căng đấy nhá. New product BS3 form. Chúng ta xử lý luôn nhá. Bây giờ chúng ta các bạn quen luồng rồi. Khi nhắc đến form thì cần những cái gì nào? Một, form group. Hai, form builder để tạo ra các cái control đúng không? Ba, submit form. Đúng chưa? Để đưa vào dữ liệu. Ok chưa? Cứ nhớ vậy luôn nha thầy. Vậy thì chúng ta làm trước mấy cái này này là chắc ăn này. Việc thứ nhất, các bạn khai báo cho thầy form control vào đây. Ví dụ gì nhỉ? Tên form là gì ta? Product form à? Product add 2 chấm bằng luôn đi, bằng đây thầy tạo ra cái git private này. Private form builder là fb này, 2 chấm form builder. Rồi. Bằng git chấm fb chấm group. Gồm những thông tin gì? Lại mở cái file SQL của thằng kia lên. Bây giờ các bạn muốn chuẩn xác là mở đúng cái cơ sở dữ liệu mình đã tạo này. ID, mỗi cái ID là rỗng thôi đúng không? Cái này mượn Sublime copy nó dễ hơn. Mượn Sublime này. Đây. Đây nhá, thầy copy này có xong kích đúp, kích đúp, kích đúp, kích đúp, kích đúp, kích đúp. Rồi đấy. Căn ship L 2 chấm ngọc vuông để rỗng, sau đó validate 2 chấm require, viết quen rồi thì viết như thầy được nhá. Đấy cho nhanh đỡ thì ấy, viết qua đây, đây này, viết qua đây này. Rồi đấy, validate viết sai đúng không, viết lại, viết lại. Nhanh chưa? Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Thực ra cái thằng này cũng được nhưng mà nó không 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 đúp được này, không giữ đúp được này nhé. Sắp làm nó giữ đúp được, giữ control để kích này. Đấy đấy, đấy đấy, đấy. Nhanh. Rồi, đây là phần tạo form nhá. Phần thứ hai là submit này, ta tạo luôn cái on submit. On kìa. Submit 2 chấm void đi hoặc any đi. Rồi một thằng nữa là thằng gì các em? Validate form đúng không? Thì các em get này, app này, return git chấm form app gì đấy, product nhé, product cái này chấm control. Phải đây là thằng validate này, để lấy validate xuống nè. Còn một thằng submitted nữa, boolean nữa. Mấy cái này bây giờ quen rồi. Bằng for, ban đầu là for, khi submit cái thì cho nó gì? True đúng không? Bắt đầu submit cái này này cho nó true luôn. Chấm submitted bằng true đấy. Rồi validate thì chỗ này nếu if
zip chấm cái proapp kia mà chấm invalid thì return false. Đấy, return đúng ta. What is the thing any đi nào thôi. Cái chỗ đấy void nó không cho trả về đúng không? Mình phải để về any mới trả về được. Đấy, các em phải hiểu chỗ đấy nhá. Không không. À này thầy Z lại này, nó bảo này. Tip boolean is not assigned to type void đấy. Thì bây giờ mình phải để là any đi. Any thì cái gì cũng được, dễ nhá. Rồi cuối cùng mới thực hiện thêm mới này. Thêm mới thì các bạn gọi vào đâu ạ? À? Gọi vào đâu? Git chấm gì? Đã có product service chưa? Như vậy là khi thêm mới thì gọi phải gọi gì? Service đúng không? Truyền dữ liệu vào, cho nên chỗ này phải có service đây. Lại phải nhớ service thôi. Đấy, cái này là cái quy tắc ngầm rồi. Rồi, thì bây giờ mình lại gọi service vào đây, nhớ nó import đây này. Git.productService.add đây, bây giờ truyền cái git chấm cái proform này chấm value. Đó, subscribable thôi. Red trỏ đến cái gì đó. À, thì chỗ này á, các em để ý này. Khi thêm mới xong á, bình thường là mình load lại cái form ấy bằng cách là gọi cái hàm get on đúng không? Có phải vậy không? Nhưng bây giờ chỗ này làm gì có cái thằng nào get on? Mình đưa về đâu ạ? Chuyển hướng về trang gì? Danh sách có đúng không? Thêm mới xong mà đúng được thì mình phải chuyển hướng về cái chỗ này này, được không? Ok. Vậy thì chỗ này mình sẽ không dùng được cái get on kia, mình phải làm kỹ thuật chuyển hướng nhá. Chuyển hướng cái thời xưa JavaScript nó có cái location chấm gì nhỉ? Assign chấm reload gì đó, các em nhớ phần đấy nhá. Nhưng thay nó có nè, chúng ta sẽ có cái router. Bây giờ chỗ này nó hơi nhiều tham số, thầy sẽ enter xuống dòng đi chút. Đây thoải mái, private router, thầy gọi router 2.router. Cái này các em tự nó thêm vào chỗ này này, đây tự đưa vào kệ nhá. Đấy. Thì bây giờ thằng git chấm router chấm navigate, git chấm đến cái router đấy chấm navigate, trong đây mình truyền cái mảng các em, cái mảng này chính là cái đường dẫn là admin suộc product đấy, cái đường link mà mình muốn chuyển hướng về đấy nhá. Rồi thế là xong nữa, nhớ phần navigate nhá. Rồi bây giờ việc tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện form này. Như vậy đây là mình đã quen rồi, mình nghĩ luôn nhé, đây là mình nghĩ trước khi mình làm. Bây giờ mình quen rồi mình mới làm như thế này được, được chưa? Thì bây giờ mình đã ok rồi, bây giờ mình thiết kế cái này trước, sang bên bắt đầu mình sang bên chỗ này mình mới đưa form ra. Thứ nhất là cái tên sản phẩm đó, khi nào các em làm được như thế khỏi phải nghĩ nhá, không phải là làm tí bug hết cả loạn cả lên nha. Form control name, đây là ví dụ, đây là name rồi. Thầy sẽ đưa cái form group lên đây này, form. Đây chính là proapp nè. Thầy xem đúng proapp không? Copy nhá. Rồi submit nè. Bằng ngon submit nè. Đóng màu tròn on edit hoa, đúng cái tên hàm mà chúng ta khai báo nhé. Tất cả cái này là dùng ở bên component hết á. Có lỗi không? Không lỗi là ngon rồi. Vài đến dữ liệu này, thử cái nào làm luôn cho nhanh nào. Deep chỗ này chúng ta ng if này bằng, nếu như submit, cái thằng submitted bằng true này, thầy coi cái nào, submitted đúng chưa, copy là chắc nhất, và f chấm name chấm row đúng không,
bắt đầu mấy small gì gì đó, ví dụ đây là tên sản phẩm không để trống, chỗ này là ngif. Nếu f chấm name chấm euro chấm require đó, kiểu kiểu vậy đó. Thử nào, kích luôn rồi ngay luôn được chưa, một phát là ngay này đấy nhá. Ok, như vậy xong cái phần cơ bản. Bây giờ chúng ta tiếp tục copy xuống tên rồi đến gì ạ, ảnh đúng không. Đây là email này, tất cả các em Ctrl D này tìm email này đấy, em nhìn thấy nhanh chưa. À, nhìn thấy thay thay ở phát luôn này này nhá. Tiếp tục giá này, giá thì chúng ta lại kích đúp vào đây Ctrl D này, D price thấy chưa đó, nhìn kỹ thuật làm của thầy nhá. Tiếp tục giá khuyến mãi này, em chỉ cần nhìn cách thầy làm thôi chứ không có khác nhá, chỉ có cái gọi là cái gì nhỉ, cái tư duy trong cách làm thôi chứ còn lại lại là vẫn thế thôi, thầy thấy không khác gì cả. Cuối cùng là gì đó, danh mục đúng không, danh mục và trạng thái. Danh mục thì thầy chưa làm gì cả, trạng thái thầy mượn của bên thầy coi bên chỗ category nó có rồi thì copy cái này cho nhanh, vì cái danh mục sản phẩm đây, copy cái trạng thái nhé cho nhanh này, đây này mượn luôn nhá, copy cái trạng thái cuối cùng luôn đi. Cái chỗ danh mục thì mình phải select gì ạ, select option các em đó, nó sẽ option nhá chứ không phải gì cả. Đây đây là category đi, rồi vấn đề chúng ta là phải làm thế nào đây, chọn một chỗ này là mình phải cho người ta chọn các em này, đấy thầy sẽ cho đây là cái valid là category. Rồi chỗ này là chọn các em này, vì là chọn nên mình phải lấy trong database ra có đúng không, mà muốn lấy trong database ra thì mình là phải gọi đến service của thằng gì, danh mục có đúng chưa, là gọi đến thằng get list của danh mục, rồi khai báo một cái biến danh 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 mục để for x ra đây được chưa, for ra đây nó mới vậy thôi, tư duy nó vẫn chỉ thế, vấn đề là mình hiện ở đâu thôi. Vậy thì muốn hiện thì ra chúng ta lại component của product này, ta có một biến category này, đây get là danh sách chấm any đi, sau đó chỗ này chúng ta lại gọi đến service của thằng danh mục service đây, private 2.get service 2.category service, sau đó ngay chỗ này các em git chấm get chấm get list chấm subscribe red trỏ đến ngoặc xoắn git chấm get cos này của mình bằng red này chấm gì ạ result đó. Nhưng mà là cái biến két này bây giờ có dữ liệu rồi các em, biến két này có dữ liệu, bây giờ chúng ta chỉ ra ngoài này và for x là xong, bỏ cái này đi, chúng ta chỉ cần ng for trước sau đều được nhá, đây này, này sau ng for bằng let get of két, như vậy dưới cái value á, thì chúng ta sẽ để két chấm id, còn ở ngoài là két chấm name. Bây giờ ta xem lại cái chỗ này nhá, các bạn thấy này, danh mục đó có gì gì ta, danh mục chưa có nhá, danh mục chưa có sao, thầy xem lại cái chỗ này xem nào. Thầy mượn cái này, thầy suộc category nào, à có rồi, what is the fix tại sao không ra, thì bây giờ là vấn đề của mình nhá. Đấy, chúng ta xem lại service này, đầu tiên mở lại service xem này, cái này nhiều bạn không biết bắt đâu nhé, chúng ta mở lại service đúng chưa nhá, rồi category đúng này là cái thứ nhất đúng này, vậy thì chúng ta lại phải xem bên cái này của mình
control lock nhá. Đâu? À đây đúng rồi, do mình đúng không ạ? Đây là do mình nhá. Rồi. Ok. Được chưa? Ra đây này, thấy chưa? Đấy, như vậy cái thằng danh mục á là người ta không có phải đoán nữa. Chọn chọn cái áo nam thì ngay dưới cái value của mình đã cài cắm này thì tự động nó có cái ID là bao nhiêu tệ kệ nó đúng không? Quan tâm cái tên thôi, còn ID kệ nó như sao đó. Đây là xong cái phần kia nhá, bây giờ thầy thử validate hết xem được chưa nào. Được rồi, nó validate hết này, mình phải chọn này. Rồi, bây giờ thầy nhập này, tên sản phẩm demo product 123. Ảnh thì tạm thời thầy mượn cái ảnh trên mạng về anh em nhé, vì thầy chưa có upload ảnh nên thầy phải thử lên đây. Túi sách đồng hồ gì đó. Tạm thời thầy mượn cái ảnh full. Email location ra. Úi dồi ôi. Từ từ copy cái ảnh khác này, cái ghê quá. Vào database cũng choáng nữa. Được rồi, đỡ dài. Đỡ dài hơn tí nhưng vẫn dài. Giá là 500.000. Giá khuyến mãi là khuyến mãi còn có 450.000 thôi. Danh mục thì túi sách. Trạng thái đây. Ok. Insert. Rồi, không biết vào chưa, chưa biết nhưng mà thấy nhảy về đây đúng không? Thì chắc là chưa vào được em ạ, chắc là chưa vào được nhé. Nếu vào được nó vào đây rồi. Chúng ta vào đây biết này, đấy, thấy chưa? Thì bây giờ mình phải bắt cái chỗ sản phẩm nó vào hay chưa thì chúng ta phải bắt nhá. Bây giờ là bắt này, thầy hướng dẫn bắt này. Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra thì việc trước tiên là mình phải xem cái value này ok chưa. Kép đấy nhé, bắt đầu từ cái chỗ người dùng lấy dữ liệu nhá. Thì bắt đầu từ đây này. Digit.proapp.value. Xem dữ liệu truyền lên cho cái sản phẩm đã ok chưa. Tạm thời chúng ta đừng có chuyển hướng vội nhé, cứ đứng đây kệ nó đi. Biết đâu bất ngờ đúng không ạ? Đó, làm cái này là mình phải kiên trì các em ạ, không kiên trì thì không làm ăn gì được. Nhưng mà cái tên ảnh này xấu các em ạ, thầy vẫn thấy cái tên ảnh nó dài quá. Cái tên ảnh dài nhiều lúc cũng là một cái lỗi mà mình không biết đâu. Ủa sao toàn tên ảnh kiểu này nhỉ, ghét nhỉ. Mệt rồi đấy nha, vào đây luôn đi. Vào trang của họ mà lấy luôn đi. Đây nha. View email này. Nghe có vẻ gọn hơn đấy, đây này các em này. Đấy, quýt. Bịp à. Ôi ôi, những cái tên ảnh này, cái tên ảnh có dấu này, sợ chưa? Ôi, các thánh này tên có dấu, sợ rồi, sợ rồi. Tên có dấu này thì mình cũng sợ rồi, mắt dép rồi. À đây, cái này ngon rồi. Yeah. Các bạn cố gắng tìm cái đường ảnh cho nó gọn gọn này. Đây nhá, đây này, đường ảnh ít nhất là như này. Ô, sao lại... Sao lại... Không có đuôi nhỉ? Hay nhỉ? Chả có đuôi điếc gì nhỉ? Kệ thì mình thử đi xem vào. Chọn một túi sách gì đó. Chúng ta sẽ concept y lên nhá. Đây này, concept y này các em này. Bây giờ form nó sẽ submit nhưng mà dữ liệu nó vào đây, được chưa? Như vậy dữ liệu là ngon lành cành đào rồi, đủ các thể loại. À, status đây các em. Nó đang là giá trị gì đấy ạ? À, published. À, nó phải là số mới được đúng không? Tại sao thầy biết nó phải là số mới được các em? Tại sao thầy biết? Tại vì cơ sở dữ liệu này là kiểu tiny là t, được chưa? Đấy. Khi chúng ta thiết kế dữ liệu chúng ta đã phải biết cái đấy rồi. Vậy thì chỗ này thì để là một, cái này là không. Đây là một ví dụ nhỉ. Rồi lại phải nhập lại là mệt phết đấy nhỉ.
Demo thằng này là mình phải kiên trì. Ôi, mình để to quá. Rồi, demo. 1. Danh mục túi sách. À, đây, publish. Rồi, status là ok rồi. Bây giờ chúng ta thử refresh bên này xem. Vẫn chưa vào các em ạ. Mình refresh đấy chưa vào là chưa được rồi. Sale price time name này, price xe này, email này, status này, category ID này. Bây giờ chúng ta lại bắt ở bên, bây giờ bắt đây không được nhé, mình bắt như này em này. Chúng ta copy nguyên cái object này nhá, đây, nguyên luôn nhá, đây. Copy object được chưa? Ok chưa? Copy object nó ra cái dạng này này. Đấy, cái mà giống mình đang test ở trên đâu ạ? Trên ARC đấy chưa? Mình copy nguyên cái này đưa lên ARC luôn xem có chạy không. Em nhìn thầy làm nhá. ARC đây. Product. Chúng ta sẽ test này, vào đây. Post body. Rồi, paste nó vào đây. Chạy nhá, thử test cái này xem. Rồi. Chạy này. Nó báo gì không? Nó true rồi, nó ra true rồi đây. Ra true rồi. Tại sao get thì không ra đây, thử get nhá. What? Không hiểu tại sao luôn á. Ở true rồi mà. À thế thì mình phải bên xem service của mình. Đấy, bây giờ đến đây mà nó true, biết tại sao true mà không vào thì lại xem service. Đấy là cái vấn đề đúng không ạ? App này. Controller trước đi, product này. App nha, tìm cái app đây các em. Cái app này, app new này. Result data raw không có gì nhá. Vậy thì phải sang bên model nữa. Model, product model. Chỗ add của mình đâu rồi? Add, 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 add on grid đây. Control lock cái chấm lock error luôn. Error với cả data luôn. Cứ vào đến model cứ cả hai thằng này mà bug là chắc ăn nhất này. Chạy lại server. Chạy lại server node nha. Rồi, bây giờ thầy bắt trên ARC trước, nó phải đảm bảo nó vào đã. Chạy. Nó tạm thời nó dừng ở đây thì mình lại lên trên này mình xem đây. Nó có lỗi game này, nó có lỗi này. Giờ nvacha value demo product to data int. What? Sao y tế tế à, có khi database của mình là để int rồi. Chết giờ không, ở đây N300 à, hả, đố biết tại sao ạ, không thể convert cái value to data int, có sao vậy nhỉ? Tâm linh nhé. Không, cái demo product mà, demo product 123 là tên mà. Đây này, cái dữ liệu này. Cái demo product là cái name mà. Đúng không? Cái name mà. Trong khi model product này là name này. Đây, va chạm new data chấm name đây này đấy. À, price đây 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 đây. Price là kiểu gì ạ? À, mình có để kiểu float à? Có float đúng rồi. Đây, copy xuống không sửa nhá. Đây là thủ phạm này đây. Thủ
phạm cho người đây. Cái này mình có để là va chạm thôi. Rồi. Status cũng thế, đây này, INT đây. INT chết chưa? Rồi. Category nữa, INT. Chết chưa? Đấy nhá, các bạn cũng hay lỗi này, không phải mỗi mình thầy đúng nhá. Cười. Chứng minh cho em là thầy cũng hay lỗi phải mỗi game đâu nhá. Đây. Hết lỗi chưa? Vẫn cái đó. The conversion data 1232 to data INT. Sao nhỉ? Sao INT ở đây nhỉ? Vậy thì bây giờ á, cử thử control log cái new data xem nào. Đây, chỗ này nhá. Cái lỗi này thì mình thấy là đây đây ở đây rồi. Mới biết tại sao. Provide là provide này. À. Hay là nó lại hiểu cái nháy nháy kia là chuỗi nhá. Mệt phết đấy. Test nhá. Rồi, xem nào. Đây. Name price. Hay là nó hiểu cái này, cái nháy này là chuỗi nhỉ, đúng không? Thầy nghi lắm á. Nhưng mà nó sẽ biến rồi mà, nó biến chuyển rồi mà. Chắc không vấn đề gì lớn đâu, xem nào. Quan trọng là cái gì đây? Từ từ nha. Có khi là chỗ này của thầy có vấn đề này các em này, cái chỗ mà đây này. À, cái chỗ này này, thầy để lẫn lộn thì sao? Name, price, sale price, may category ID, status. Rồi đây. Name, price, sale price, may. À đây. Đang để nêu cái này được chưa? Chỗ này phải để gì ạ? Trời ơi. Thầy tất đúng không? Đâu? Email lại nhá, đây. Nhìn kỹ nhá. Cái chỗ tham số này, name này đến price này, sale price này. Đến email này, category này. Name, price, sale price, email. Category trước đúng không? Rồi cuối cùng là gì ạ? Status. Status. Đây. Cuối cùng status mà đây này, cuối cùng mình status này loạn cái lên đúng không? Thế thì chết rồi. Ok, chỗ này mình có thể thay đổi vị trí cho nó chốt đi cho đúng kiểu này. Lại test lại lần nữa. Giờ chắc chắn được nè. Không được thì thôi. Rồi, hết lỗi chưa? Ô vẫn lỗi à? À đâu, hết lỗi rồi đây này, error null rồi này. Như vậy là ngon lành rồi đấy nhá, vào rồi đấy. Rồi, một cái vào. À, như vậy hết lỗi rồi thì chúng ta lại bỏ console đi các em nhá. Đó. Đấy, mình bug sâu từ trong này luôn các em nhá. Rồi, vậy thì mình lại quay lại mình test cách của mình. Demo product 234. Rồi để vậy đi cho nó nhanh đỡ bị sửa. Rồi nó vô rồi đó, nó hết lỗi thì nó vô rồi, mình lại phải vô đây rồi vô đây vô đây vô đây. Chúng ta bỏ cái này cho nó quay này. Bỏ cái này cho nó chuyển hướng này nhé. Rồi, ok rồi đó. Quên ảnh thành phẩm mà cái chỗ ảnh này á chúng ta nên validate luôn
Rồi, nó về đây rồi game. Đấy. Việc cuối cùng cái chỗ danh sách này mình phải để cái ảnh nó hiển thị nhá. Thì các bạn để ở dưới cái đường link ảnh bình thường thôi các bạn. Cho đẹp thôi. Đó là đây, chúng ta sẽ vào chỗ ảnh cái này, value này. Để bên là add à, list đâu. Đây. Chỗ này game này, đó chúng ta để ở dưới email này. Paste nó vào đây. Được chưa? Nó cho cái thuộc tính width khoảng tầm ở trong admin thì width 60 là được rồi, không cần to quá nhá. Đây này. Nó đẹp. Như đấy là cái phần thêm mới các bạn nhé, thêm mới thì tách ra vậy. Đó, cho dễ.